Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của John Carton. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 mẫu tem mới của Yamaha Jupiter 2018 sẽ được bán ra vào năm sau. Mời các bạn đón xem và cho nhận xét bên dưới nha. 4 mẫu tem này sẽ được bán ra tại Việt Nam và Malaysia.